Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món thịt gà để ăn cơm. Bình thường thì gà thì mình nếu mà bình thường thì mình hay luộc hoặc là kho. Hôm nay thì mình làm cũng một món để ăn cơm, đó là mình sẽ làm gà rang lá gừng lá chanh nhé. Đối với món gà rang gừng lá chanh rất quen thuộc này thì mình chuẩn bị đây là nửa con gà, khoảng 500g thịt gà. Gà này gà nhà nuôi, gà tre. Một củ gừng nhỏ mình đã băm nhuyễn và khoảng 5-6 cái lá chanh nhé. Nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ đi ướp thịt gà trước nhé. Mình sẽ ướp thịt gà với một chút hạt nêm, muối, tiêu và mình bỏ một xíu ớt bột nhé.
để cho gà của mình nó được thấm đều, đến kỹ này nó thấm đều ra đi. Gà chín rồi thì mình mới cho lá chanh vào nhé, để nó không bị bắn. Đây là phần thịt gà mà mình đã vừa rang xong, chỉ còn có một chút xíu nữa thôi, còn nó đã khô hết rồi. Thịt gà thì phải săn chắc, ăn rất là vừa miệng. Vậy video làm thực hiện món thịt gà rang gừng và lá chanh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.